California, ngày 14 tháng 4 năm 2024. Hiệu tử con Thiên Hằng Nga, kinh bạch cha Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, kinh bạch mẹ Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, cùng vô lượng các chư vị. Từ những năm hồi mới qua Mỹ, cuộc sống bông chen nơi đất khách, con hiểu rằng cuộc sống con người quy trình tài vật chất ganh đua ghen ghét nhau, bản thân con cũng vì cuốn theo đó không biết mình sống để làm gì và muốn gì. Ngày tháng trôi qua cho đến lúc con gặp được thái tử, con hiểu rằng mình đang đi tìm một minh chủ sáng suốt, biết trọng người tài, từ bi và công bằng. Trải qua bao nhiêu biến động, con học theo đức hạnh nhượng nhịn của thái tử để trụ đến ngày hôm nay, thì con biết rằng ngài là con của cha và mẹ, là anh vương, là người duy nhất xuống trái đất này để cứu chúng sanh. Con hiểu hơn sự mệnh và trách nhiệm của mình từng ngày. Ngày thái tử sắp về nước đang cận kề, mà suốt bao năm nay ngài dùng bi trì dụng của mình để vượt qua chính đề thò địch. Đến ngày hôm nay, ngài là bị chính đề tử cận kề hạ hại. Nhìn lại xung quanh, chẳng mấy ai đủ tài đức, đủ lòng trung thành bên cạnh thái tử. Phải chi, con giỏi hơn nữa để được giúp đỡ thái tử. Con hiểu tử đây, Thiên Hằng Nga, hôm nay địa tư ngày kính gửi đến cha mẹ cùng vô lượng các chư vị. Con nguyện một lòng trung hiếu theo phò thái tử, trọn kiếp này và đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện đi cùng giúp thái tử đến khắp mọi nẻo đường gian khổ, giúp thái tử hoàn thành sứ mệnh của mình để làm cho cha mẹ và các chư vị hạnh nhiên và vui lòng. Qua bài học của ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024, con nguyện sau này khi thành, con sẽ không ngại mà ăn hiếp vấn đề tình nguyện và thái tử. Đây là điều vô cùng bất kể, con thực sự không dám nghĩ đến, nhưng vẫn phải hứa vì con biết rằng mang thân phàm ngũ uẩn không tránh khỏi. Con chẳng ham danh vọng hay thiếu tiền tài, chỉ ham lập công bội đức, làm việc đại sự giúp cho thái tử hoằng pháp độ chúng sanh. Con cũng chẳng có gì đâu ngoài tấm lòng trung thành. Chỉ tiếc rằng Thiên Hằng Nga con tài mòn, chỉ giúp được việc có con. Nay đại sự sắp đến mà thái tử cần người tài ở xung quanh giúp đỡ. Xin cha mẹ vĩ đại của toàn vũ trụ bao la thương con, cho con cơ hội được theo phò thái tử. Xin ban cho con một trí huệ sáng suốt, một trái tim thuần khiết, một trái tim thuần khiết nhất để nhận được ân điển của cha mẹ và các chư vị dạy bảo. Xin cha mẹ và các chư vị gia hộ nâng đỡ cho hiểu tử con Hằng Nga. Con xin một lòng lắng nghe theo chỉ dẫn của người trong một đời cống hiến, để kiếp này được về với cha mẹ. Con rất nhớ nha. Nam mô sáu chữ Di Đà. Tâm con phát nguyện vàng tâm với thiên đình. Xin cho mẹ và các chư vị chỉnh, chỉnh cho đồng thân của con. Hiếu tự tin mình nha.